Cảm xin đất Việt chào tất cả các anh em nhé. Đây thì Hà Nội cũng vẫn đang trong những ngày rất là rét. Thì anh em đang giải chim để tập dượt cho cái ngày thi 17 tháng 12 tới. Ngoài này anh em đang dượt họa mi cuối tuần. Vừa vừa thì anh em sẽ để ra một góc để cho nó tập quen dần này các bạn.